Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây thì Oppo đã chia sẻ một đoạn video cực kỳ thú vị trên trang Twitter của mình. Đó là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu camera selfie nằm bên dưới màn hình cảm ứng mà không có bất kỳ lỗ khoét nào lộ ra. Và cơ chế hoạt động của nó thì cũng khá là ấn tượng, khi không sử dụng đến thì màn hình sẽ hiển thị toàn bộ. Khi cần sử dụng đến camera selfie thì màn hình hiển thị sẽ được đẩy xuống về bên dưới để lộ ra một vòng tròn mà đó chính là ống kính camera selfie. Oppo thì không tiết lộ cơ chế hoạt động của công nghệ camera ẩn dưới màn hình này, nhưng chúng ta có thể thấy rằng chất lượng hình ảnh có vẻ đã bị giảm đi nhiều. Oppo hiện nay vẫn đang là hãng tiên phong trong xu hướng thiết kế toàn màn hình, và để sở hữu phong cách này thì Oppo đã giấu hệ thống camera trước theo cơ chế thò thụt pop-up. Dù khá là tiện lợi và độc đáo, tuy nhiên thì giải pháp này vẫn có những cái hạn chế nhất định, như là máy khó chống nước, đồng thời là bụi bẩn sẽ dễ bám theo cụm camera. Vì vậy mà việc bố trí camera selfie ẩn trong màn hình dễ gần như là một xu hướng trong tương lai, và Oppo thì dường như đã sẵn sàng tiên phong trong lĩnh vực này. Các bạn mến, tại buổi ra mắt toàn cầu tại Bangkok, Thái Lan thì Galaxy A80 đã gây ấn tượng mạnh cho giới công nghệ và người dùng trẻ với thiết kế liền mạch, màn hình vô cực thế hệ mới với công nghệ camera xoay trượt khá là độc đáo. Chưa từng có các sản phẩm Samsung Galaxy từ trước đến nay, và điểm nổi bật nhất trên Galaxy A80 chính là cụm 3 camera xoay trượt 180 độ độc đáo lần đầu tiên có mặt trên smartphone của Samsung. Camera chính 48MP cho phép chụp những bức ảnh sống động và sáng rõ trong cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó thì cảm biến TOF hiện đại trên Galaxy A80 mang đến khả năng đo độ sâu 3D như máy ảnh chuyên nghiệp và hỗ trợ chức năng xóa phông chủ động là Focus, không chỉ dành cho hình ảnh mà cả video. Galaxy A80 là smartphone đầu tiên của Samsung được trang bị công nghệ âm thanh trong màn hình hiện đại, mang đến trải nghiệm đàm thoại thú vị cho người dùng trẻ. Ngoài ra thì công nghệ Dolby Atmos trên smartphone này cũng giúp người dùng thả mình vào giai điệu âm nhạc với trải nghiệm âm thanh vòm 360 độ khi sử dụng tai nghe hoặc là cả Bluetooth. Và Galaxy A80 được trang bị bộ vi xử lý mới của Qualcomm, đó là Snapdragon 730G 8nm, mạnh mẽ cùng với bộ nhớ RAM 8GB và ROM là 128GB. Cùng với tính năng nâng cao hiệu suất thông minh Intelligent Performance Enhancer của Galaxy A80 mang đến một phần mềm tối ưu hiệu suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, người dùng có thể đặt trước Samsung Galaxy A80 từ ngày 15 tháng 6 và sản phẩm chính thức lên kệ tại cửa hàng bán lẻ di động trên toàn quốc từ ngày 6 tháng 7 với mức giá bán lẻ đề nghị là 14.990.000 đồng cho hai tùy chọn màu sắc, đó là vàng, hồng và đen. Các bạn mến, mới đây thì hình ảnh được chia sẻ bởi PenGetSkin trên trang Twitter cá nhân. Theo đó, có thể thấy là iOS 13 đã có thanh âm lượng thiết kế nhỏ hơn, là một thanh dọc với biểu tượng loa đơn giản nằm ở góc trên bên phải của màn hình, không phải nằm chính giữa thay vì là một hình vuông lớn đi kèm với chữ volume như trước đây nữa. Trước đó thì có báo cáo cho rằng biểu tượng âm lượng sẽ được thiết kế nhỏ gọn hơn và nằm trên góc trên bên trái. Như vậy là có thể thấy là Apple sẽ đưa ra các tùy chọn khác nhau cho vị trí biểu tượng âm lượng. Hình ảnh được chia sẻ lần này có thể chỉ là một tùy chọn mà thôi. Nhiều ứng dụng của bên thứ ba đã triển khai biểu tượng âm lượng riêng thay thế cho các biểu tượng mặc định của iOS. Ví dụ là YouTube sẽ là một biểu tượng mờ khi mà bạn xem vào chế độ toàn màn hình. Apollo của Reddit còn tuyệt vời hơn, tức là nó sẽ chỉ xuất hiện trên góc trên bên trái của iPhone mà thôi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi cho đến khi mà iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 và watchOS 6 chính thức được ra mắt tại sự kiện WWDC 2019 của Apple diễn ra vào đêm mai theo giờ Việt Nam. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.